bạn quý vị, bây giờ là bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi những nội dung chính có trong bản tin sáng nay. Thị xã Kiến Tường tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã nông nghiệp cánh đồng xanh. Phần tin trong nước, thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường vào tháng 3 tới đây. Tin thế giới, theo Ngoại trưởng Mỹ, không nên dọ dàng kéo dài lệnh trừng phạt Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc, các ngành liên quan có buổi làm việc với đảng ủy thị trấn Cần Giuộc để nghe báo cáo tình hình thực hiện chỉnh trang đô thị, đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong nội ô thị trấn Cần Giuộc. Theo báo cáo, thời gian qua để góp phần chỉnh trang đô thị, Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Giuộc đã sắp xếp bố trí, di dời, đổi chế các hộ kinh doanh, nhất là các tiểu thương buôn bán hải sản trong khu vực bến phà Tân Thanh cũ, đồng thời vận động các tiểu thương đến kinh doanh tại chợ khu dân cư Mỹ Chinh. Nhìn chung, công tác trật tự đô thị, trật tự mua bán trên địa bàn thị trấn được duy trì thường xuyên, từng bước chấn chỉnh đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị trấn đầu tư nâng cấp mở rộng đường khu phố 3, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực chợ Cần Giuộc, cải tạo lát gạch vỉa hè khu vực khu dân cư Chìa Khóa để tạo nên diện mạo nội ô thị trấn ngày càng khang trang, xứng tầm đô thị loại 4. Ủy ban nhân dân thị trấn kiến nghị huyện đầu tư xây dựng mới tuyến đường Nguyễn An Ninh kết nối đường Trương Văn Bang, đầu tư nâng cấp mở rộng và lắp đặt hệ thống cống thoát nước hẻm 21 đường Nguyễn An Ninh, hẻm 269 tổ 12, cải tạo thoát nước sạch khu vực chùa Phước Thiện để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đô thị thị trấn trở thành đô thị hiện đại văn minh. Trong tương lai, lãnh đạo huyện ủy Cần Giuộc yêu cầu thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị, đẩy mạnh thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đối với các công trình cấp thiết, huyện cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách đầu tư kịp thời. Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã nông nghiệp cánh đồng xanh. Hợp tác xã nông nghiệp cánh đồng xanh được thành lập vào tháng 10 năm 2015. Trụ sở đặt tại ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng. Hoạt động chính của hợp tác xã là thực hiện các dịch vụ trước và sau thu hoạch như tưới tiêu, chăn nuôi mua bán gia súc gia cầm, đầu tư sản xuất và bao tiêu lúa nếp. Ban đầu hợp tác xã có 14 thành viên với số vốn điều lệ là 1.900.000.000 đồng. Tổng diện tích đất nông nghiệp các xã viên đang canh tác khoảng 150 hectare. Nguồn nguyên liệu đầu vào như lúa giống và thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp từ các nhà phân phối lớn, các công ty trực tiếp đầu tư và cung ứng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các thành viên. Hợp tác xã cánh đồng xanh chủ yếu sử dụng nguồn vốn huy động từ các thành viên để hoạt động. Ngoài ra, để tăng thêm nguồn vốn phát triển, hợp tác xã còn sử dụng nguồn vốn dài từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài địa phương. Điểm hiện tại thì hợp tác xã mình có 14 thành viên, đó là những người mà có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc mà canh tác lúa. Thì mình mong muốn là với một cái số lượng nhỏ thành viên ban đầu vậy thôi, nhưng mà khi mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả thì nó sẽ làm gây ra một cái sự lan tỏa và ảnh hưởng đến thay đổi cho các bà con ở địa phương mình, và bà con mình thấy được lợi ích của việc tham gia hợp tác xã và sẽ tham gia vào. Và cũng rất là vui mừng khi đến thời điểm hiện tại thì hợp tác xã bên mình đã ký được hợp đồng bao tiêu và đã thu hoạch cho bà con mình hiện tại là 614 hectare bao gồm cả lúa và nếp. Thì thực tế là với giá là cũng rất là tốt, cao hơn thị trường có thể là 100 đồng, thì bà con mình cũng rất là phấn khởi. Hợp tác xã nông nghiệp cánh đồng xanh được thành lập có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cũng như tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình cho các thành viên hợp tác xã và phát triển cộng đồng, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 20 năm gắn bó với nghề y, bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, trưởng trạm y tế xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc đã học tập từ bác rất nhiều điều, đặc biệt là lối sống giản dị, tiết kiệm, không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ và hết lòng với nhân dân. Bác sĩ Liêm cho rằng học bác và làm theo bác, người thầy thuốc phải luôn lấy y đức làm trọng. Ngoài việc tận tụy khám chữa bệnh cho bệnh nhân, còn phải thường xuyên phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác khám chữa bệnh để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Nhất là cái công việc mà học tập theo, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh á, thì thứ nhất là về công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Thì lúc nào tôi cũng cùng với tập thể là trao dồi cái quy tắc ứng xử để cho mình không có làm phiền hà hay là những cái gì mà buồn đối với người dân. Thứ hai là về công tác khám bệnh là mình phải
luôn chẩn đoán cho đúng, điều trị cho thích hợp để đỡ tốn kém cho người dân. Ngoài việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người bác sĩ Liêm tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng. Hàng năm, trạm y tế khám bệnh và cấp phát thuốc cho 8.000 lượt người. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế thực hiện đạt hiệu quả cao. Năm 2014-2015, xã duy trì không có người sinh con thứ ba trở lên. Các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều năm liền, xã không có dịch bệnh lớn xảy ra. Với trách nhiệm của người làm công tác quản lý, bác sĩ Liêm không chỉ luôn nỗ lực phấn đấu trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn thường xuyên quan tâm xây dựng và phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ nhân viên trong đơn vị. Đối với người bệnh thì đồng chí Liêm rất là tận tình chăm sóc người bệnh, luôn luôn là hòa nhã, ân cần, hướng dẫn tận tình khi khám bệnh. Đồng chí Liêm là một người là có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn luôn là giúp đỡ đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có thể nói bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm, trạm trưởng trạm y tế xã Phước Lý, đã trở thành tấm gương sáng và một bác sĩ hết lòng với bệnh nhân, được cán bộ và người dân trong xã tin yêu. Năm 2015, bác sĩ Liêm được tuyên dương là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban quản trị đền Quang Thánh, khu phố 3 thị trấn Bến Lức tổ chức đón nhận danh hiệu cơ sở thờ tự văn hóa, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể từ huyện đến thị trấn Bến Lức và sự tích cực đóng góp của nhân dân. Đền Quang Thánh được xây dựng mới vào năm 2013 tại khu phố 3 thị trấn Bến Lức và đi vào hoạt động đến nay. Ban quản trị đền Quang Thánh và người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật và nội dung cơ sở thờ tự văn hóa. Mô hình cơ sở thờ tự văn hóa là mô hình đầu tiên của tỉnh Long An do huyện Bến Lức xây dựng. Người dân đến hành lễ và hoạt động của đền đúng quy định, không có hoạt động trái pháp luật và lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Đến nay, toàn huyện có 4 cơ sở thờ tự được huyện công nhận cơ sở thờ tự văn hóa. Phát biểu trong buổi lễ, ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bến Lức, biểu dương tinh thần đoàn kết của Ban quản trị đền Quang Thánh cùng nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, và mong muốn trong thời gian tới, Ban quản trị đền và nhân dân gìn giữ đền Quang Thánh trở thành nơi thờ tự đáp ứng đời sống tâm linh tín ngưỡng dân gian của người dân, hoạt động đúng quy định pháp luật và phát huy tốt các nội dung cơ sở thờ tự văn hóa. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc khẩn trương triển khai việc kiểm tra công vụ đột xuất đối với cơ quan, đơn vị. Vừa qua, Sở Nội vụ đã thực hiện kiểm tra tại 18 đơn vị thuộc các cấp từ sở, quận, huyện tới phường, xã. Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tập trung chỉ đạo điều hành sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và tổ chức về cơ bản được duy trì ổn định. Đa số đội ngũ cán bộ công chức chấp hành tốt giờ giấc làm việc tại cơ quan, công sở với thái độ làm việc nghiêm túc, khẩn trương. Tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn những tồn tại hạn chế trong thực thi công vụ như chưa thực hiện niêm yết công khai lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, chưa niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính liên quan đến hội, quỹ thuộc lĩnh vực nội vụ theo quyết định số 7095 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chưa công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ sở pháp lý, tên thủ tục, quy trình thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đăng ký thường trú theo các quy định, chưa công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cơ sở pháp lý, tên thủ tục, quy trình thời hạn giải quyết thủ tục hành chính. Qua các cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có các biên bản kiểm tra, văn bản thông báo kết quả kiểm tra và đề nghị các cơ quan đơn vị khắc phục và xử lý những thiếu sót trên, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra công vụ đột xuất. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông Việt Nam.
Theo đó, cùng với quyết định đến ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức. Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ công chức viên chức trong ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, đồng thời biểu dương khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành thông tin và truyền thông, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào quy định hiện hành có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông theo đúng các nội dung yêu cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành quyết định mức hỗ trợ tháo dỡ các lò sản xuất gạch, ngói thủ công và hỗ trợ lao động học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Việc ban hành quyết định trên theo lộ trình thực hiện chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020 của chính phủ. Theo đó, tùy theo công suất, mỗi lò sản xuất gạch, ngói, thủ công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên hỗ trợ để tháo dỡ từ 2 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, người lao động kể cả chủ lò được học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp nhưng phải đáp ứng các điều kiện. Trong độ tuổi lao động có sức khỏe phù hợp với nghề cần học, người đăng ký theo học phải theo danh mục nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và theo đề án đào tạo nghề hơn 10.000 lao động nông thôn trong năm 2016. Trước đó, ngày 3 tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra thông báo thực hiện chấm dứt hoạt động các lò sản xuất gạch, ngói thủ công, chỉ đạo chính quyền các địa phương thực hiện cưỡng chế, đình chỉ sản xuất, yêu cầu tự tháo dỡ các giỏ lò thủ công đối với các chủ cơ sở không tuân thủ thực hiện. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, hoàn thành việc phá dỡ các lò thủ công trên địa bàn tỉnh. Trong suốt tháng 3 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích người dân thành phố mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường nhằm làm nổi bật nét đẹp và giá trị sử dụng của áo dài, đồng thời để hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và lễ hội áo dài của thành phố. Trong tháng 3 này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa liên quan đến trang phục áo dài. Điểm nhấn chính là lễ hội áo dài từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 19 tháng 3. Cùng với đó là hành trình thành phố áo dài, thành phố tôi yêu, từ nhà văn hóa sinh viên đến các di tích văn hóa lịch sử dành cho sinh viên. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như chương trình nghệ thuật áo dài vẻ đẹp bất tận, triển lãm ảnh áo dài qua từng thời kỳ tại các bảo tàng, hội chợ áo dài, hội thi duyên dáng áo dài và thi vẽ áo dài trên giấy. Trong khuôn khổ lễ hội áo dài còn có các hoạt động chủ đề lịch sử áo dài, nhằm giúp người dân thành phố và du khách nước ngoài có thể tìm hiểu về lịch sử hình thành và biến đổi của tà áo dài Việt Nam, giá trị sử dụng và các nét văn hóa liên quan đến áo dài. Trong suốt tháng 3, thành phố khuyến khích người dân mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường nhằm làm nổi bật nét đẹp và giá trị sử dụng của áo dài, đồng thời để quảng bá hình ảnh đẹp của tà áo dài Việt Nam tới du khách quốc tế đến thăm thành phố. Thưa quý vị, trước đây, nhiều người chỉ biết đến Hồ Tây là một địa điểm chụp ảnh hoa sen đẹp vào mùa hè. Nhưng vài năm gần đây, khu vực này đã trở thành điểm đến lý tưởng với nhiều người vào mùa xuân. Họ đến đây không chỉ để lưu giữ lại những bức hình đẹp trong dịp đầu xuân, mà còn để có được một không gian vui chơi thoải mái cho cả gia đình trong những ngày nghỉ cuối tuần. Những ngày Tết quá bận rộn, nên hôm nay gia đình chị Nhung mới có dịp đến thung lũng hoa ở Hồ Tây. Mục đích của gia đình chị không phải chỉ để lưu giữ lại những bức ảnh xuân đẹp cho các thành viên, mà còn để cho các con được gần gũi với thiên nhiên hơn. Rất mong có nhiều mô hình như này để các cháu, đặc biệt là các cháu ấy, là có địa điểm để đến vui chơi. Đấy, bây giờ các cháu đến đây các cháu rất là thích vui chơi và đấy, như mình cũng đã nói là nó đặc biệt là có rất nhiều loại hoa và rất nhiều màu sắc để các con khám phá. Từ một hồ sen vào mùa hè nhưng đã được đầu tư cải tạo thành thung lũng hoa, trở thành một địa điểm vui chơi thú vị. Trung bình ngày cuối tuần, thung lũng hoa nhân tạo này thu hút khoảng 1.000 người tới tham quan, chụp ảnh, thậm chí cao điểm vào những ngày Tết lên đến 2.000 người. Để đáp ứng nhu cầu của người dân ở đây, còn có hàng loạt các dịch vụ ăn theo khác, từ phục vụ trang điểm cho đến ăn uống. Tới vào vườn của gia đình thì hết 200 mốt. Còn mình có thuê một anh thợ ảnh để đi chụp cùng, để lưu lại những cái hình ảnh vui vẻ của gia đình. Nó hết khoảng 600. Đấy, chi phí của gia đình thì cũng chỉ hết khoảng 800 gì đấy. Dù chi phí cho một buổi dã ngoại chụp ảnh cho cả gia đình không phải là nhỏ, song nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ ra để có được một không gian vui chơi thoải mái, gần gũi thiên nhiên hơn.
Điều này cho thấy các địa điểm vui chơi, giải trí cần không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.